cáo trên các video độc hại trên YouTube. Ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố 21 nhãn hàng, thương hiệu lớn đang quảng cáo gắn với các clip xấu độc, trong đó gồm Huawei, Samsung Việt Nam, FPT Shop, công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Moto Việt Nam, Grab, Sun Group, Shopee. Từ đó, Cục Phổ thông Trung học và TTDT yêu cầu các công ty này dừng ngay việc quảng cáo trong các video trên YouTube có nội dung xấu độc, phản động, chống phá đảng và nhà nước, đồng thời chủ động ra soát, kịp thời cảnh báo các đối tác cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng yêu cầu các doanh nghiệp có quảng cáo như trên gửi báo cáo giải trình về Cục trước ngày 17 tháng 6 năm 2019. Trao đổi với dân trí Đại diện nhà bán lẻ FPT Shop cho biết, ngay khi nhận được văn bản từ Cục Phổ thông Trung học và TTDT, FPT Shop đã tiến hành giả soát lại toàn bộ các chiến dịch quảng cáo do công ty cũng như đối tác thực hiện. Khi phát hiện quảng cáo của công ty bị chèn vào clip có nội dung độc hại, chúng tôi đã kiểm tra và xác định mẫu quảng cáo này là do một nhãn hàng di động tự chạy từ ngày 22 tháng 1 năm 2019 và đã kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2019, có dẫn link về trang web của FPT Shop, bởi FPT Shop là đại lý bán hàng của nhãn hàng này. Đây là quảng cáo của hãng sản xuất nên nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, đại diện FPT Shop cho biết. Từ đó, nhà bán lẻ này cũng yêu cầu các nhãn hàng cũng như đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo tăng cường các biện pháp kỹ thuật để tránh tái diễn trường hợp tương tự, kiểm tra độ an toàn của các kênh quảng cáo trước khi triển khai, tuyệt đối không được tự ý dẫn link về FPT Shop mà không thông báo và phối hợp trước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ siết chặt hơn nữa việc hợp tác quảng cáo nói chung và quảng cáo trực tuyến nói riêng với tất cả các đối tác đại diện phát ngôn của nhà bán lẻ này cho biết. Đại diện từ Samsung Vina cũng cho biết đã nhận được văn bản của cục và đã cho tiến hành ra soát quảng cáo mà cơ quan nhà nước đưa ra, đồng thời sẽ làm việc với pháp chế của công ty để thực hiện yêu cầu từ cục. Đại diện một nhãn hàng lớn khác là Shopee cũng cho biết ngay khi nhận được thông tin quảng cáo trên các trang có nội dung xấu, Shopee đã yêu cầu Google, đối tác quảng cáo của công ty cung cấp danh sách những trang quảng cáo phù hợp, đồng thời, để kiểm soát chặt chẽ hơn, Shopee cũng chủ động ra soát kịp thời cảnh báo cho các đối tác cung cấp dịch vụ nhằm bảo đảm hoạt động quảng cáo một cách phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Phía y cũng khẳng định công ty này cũng có cơ chế và biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời và gỡ bỏ quảng cáo trên các kênh vi phạm khi nhận được phản ánh có căn cứ xác thực từ các đơn vị trên tổ chức có liên quan. Trước đó, Cục Phổ thông Trung học và TTDT chỉ ra ba sai phạm lớn nhất của Google, đó là cơ chế quản lý nội dung đăng tải của YouTube rất lỏng lẻo không kiểm soát được hoạt động đăng phát quảng cáo trên các clip YouTube và mạng lưới quảng cáo Google AdSense, cho phép người dùng mua quảng cáo trực tiếp với YouTube, Google không thông qua đại lý quảng cáo trong nước. Cục Phổ thông Trung học và TTDT cho biết, hiện nay trên YouTube có khoảng 55.000 video clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật. Tình trạng các clip xấu độc được đăng tải trên nền tảng YouTube vẫn còn rất nhiều và có chiều hướng gia tăng, nguyên nhân là do cả năm chủ thể gồm YouTube, Google, các đại lý quảng cáo của Google tại Việt Nam những nhãn hàng thương hiệu mua quảng cáo trên nền tảng youtube google những nhà sáng tạo nội dung trên youtube content creator và các công ty đối tác quản lý đa kênh của google tại việt nam mcn tham gia đã kể trên tham gia vào hoạt động trên google và youtube đều có các sai phạm ông lê quang tự do phó cục trưởng cục phổ thông trung học và ttdt cho biết hai năm vừa qua google đã hợp tác tích cực với bộ tt và tt trong việc ngăn chặn gỡ bỏ những video clip xấu độc trên youtube theo yêu cầu của bộ trong việc xử lý các nội dung xấu độc. Sự hợp tác của Google với bộ TT và TT tích cực hơn hẳn Facebook. Tỷ lệ gỡ bỏ các clip xấu độc theo yêu cầu được khoảng 90 đến 95%, sấp xỉ 8000 CLIP. Tuy nhiên, việc gỡ bỏ video theo yêu cầu của cục vẫn chưa phát huy tác dụng do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn rất nhiều bất cập. Qua theo dõi, ra soát thông tin trên mạng xã hội YouTube, cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy tình trạng này đã tái diễn. Quảng cáo của các công ty này đã bị gắn vào những video có nội dung vi phạm pháp luật trên YouTube, có đến 21 nhãn hàng lớn bị xuất hiện trong các video độc hại, phản động, chống phá đảng và nhà nước trên YouTube. Cục cho rằng, bộ lọc của YouTube hoạt động chưa hiệu quả, vẫn còn kẽ hở để người sử dụng đăng tải nội dung vi phạm núp dưới những tiêu đề, chuyên mục không vi phạm. Ví dụ, họ đặt tiêu đề rất lành mạnh, nhưng nội dung dung tục hoặc những nội dung có tính kích động chính trị thường bị kiểm duyệt kỹ hơn, thì gắn vào nhóm phổ biến cho người dân. Bên cạnh đó, cơ chế kiểm duyệt của YouTube phụ thuộc vào hậu kiểm dẫn đến việc các clip vi phạm sau khi bị gỡ bỏ thì người dùng vẫn có thể dễ dàng đăng tải. Trong khi quy trình thẩm định và gỡ bỏ clip vi phạm mất nhiều thời gian, nhưng đăng lại thì rất nhanh. YouTube phải mất 18 tháng để gỡ 8000 CLIP nhưng để đăng lại 5500 CLIP thì cần rất ít thời gian. Gia Hưng